Vâng, em chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với mọi người một chút về cái việc sử dụng thuốc nó hiệu quả ở cái mức độ như nào. Bởi vì nó sẽ bị thối nhũn nhiều sau cái dịp trời mưa. Và nhiều khi những cái dịp như này thì em cũng không ưu tiên việc dùng thuốc nhiều. Em hay ưu tiên việc cắt như này chẳng hạn. Bởi vì khi mà bị thối nhũn ấy, thì thứ nhất là cái việc mà mình phun thuốc là nó độc hại đến cả cơ thể chúng ta. Gần con người mà, cây nó gần người nên là mình phun thuốc nó rất là độc hại. Bản thân mình phun nó đã độc hại đến lúc mình, ở lúc mình phun rồi. Khi cây mà nó gần, nó ở nhà vườn nhà mình phun nó cũng rất là độc hại nữa. Nhưng mà lần này thì em cũng thỉnh thoảng em cũng phun, nhưng mà tỷ lệ em phun rất là ít. Nhưng đa phần là em phun là hiệu quả, có sự hiệu quả ở trong đó. Còn những cái lúc mà không phun thì thường em hay cắt như này. Cắt trực tiếp luôn. Cắt cái vết thối đi thì là chúng ta không phải sử dụng thuốc mà nó khá là ok, cắt cái là hết dừng bệnh luôn. Thì ví dụ như ngọn đây bị hỏng đây thì mình sẽ, thì nó sẽ tương lai nó sẽ nảy mầm gốc ở dưới này. Đấy thì em mới cắt cái này được mấy hôm thôi, nhưng mà cắt xong rồi bôi thuốc chống thối ở đây. Chứ còn bôi keo liền sẹo thì nó sẽ bị nóng. Nó sẽ bị nóng cái này. Nó sẽ bị nóng cái vết mà mình bôi. Thì nó còn, nếu như ở trong này thì nó còn thì nó sẽ rất là dễ bị thối nhũn xuống tiếp. Nhưng còn bôi chống thối thì nó sẽ ngấm vào đây, ngấm từ đây xuống thì sẽ đỡ hơn và gần như là hết. Còn cái việc sử dụng thuốc tốt đấy, thì hôm nay em cũng có rất là nhiều cây em sử dụng ở đây. Đây là em nuôi ở trong cái mô hình đó là dưới mái lưới, chứ không phải là mái tre hay gì cả. Nhưng ở đây thì nó cũng có vài giò thôi, nó có khoảng tầm 200 giò tất cả. Nhưng hôm nay thì em cũng sẽ giới thiệu cho mọi người về những cái cây mà thực sự là nó bị thối xong em đã phun thuốc và nó hiệu quả. Ví dụ như cái cây này. Đây mọi người có thể thấy không ạ? Đây là một cái gốc cây là đã bị thối, thân của nó bị thối nhũn nhá. Nên em sử dụng thuốc để em phun thì nó sẽ dừng ở cái thân đó. Nó dừng thì nó sẽ đẻ mầm gốc. Mọi người có thể thấy không ạ? Dừng là nó sẽ đẻ mầm gốc đây. Như cây này. Anh chị có thể thấy là nó bị thối mất mấy cái thân tơ ở đây. Nhưng mà em phun thuốc thì nó dừng và nó không lây lan nữa. Đây. Còn nếu như anh chị cắt ấy, thối đâu cắt đến đó ấy, thì nó sẽ ok. Dừng luôn ở cái điểm bị thối. Còn khi mình phun thuốc thường thì nó sẽ có những cây thì nó sẽ lây lan đến những cái điểm nhất định. Đến lúc mà thuốc thực sự nó ngấm rồi ấy, thì nó mới hiệu quả. Chứ không phải là phun thuốc cái là hôm sau, trước hôm sau là hiệu quả luôn. Nó sẽ mất một thời gian để hiệu quả. Ví dụ như cái thân này bị bệnh vàng thối ở thân này, như em phun thì là nó sẽ chết cái thân đấy và sẽ nảy mầm gốc ở dưới kia. Như này. Nó không phải là có một cây mà có rất là nhiều cây. Em phun thuốc đợt vừa rồi là phun sau 3 lần liên tiếp, 3 ngày đến 5 ngày là em phun một lần. Và em phun vào buổi chiều. Thì đây nó là một cây thực sự ở trong cái mô hình mà em thử nghiệm thuốc vừa rồi trở lại. Còn với những cái cây mà để mà nói là nó bị đây, bị như này này, đốm lá này rất là nhiều và bị thối nhũn ấy. Nhưng mà thường như cái vết này là nó xe này, cái vết nhỏ cái này là nó xe rồi nhé, nó xe bệnh rồi. Thì những cái nhỏ quá thế thì nhìn nó hơi khó. Thì em giới thiệu cho mọi người những cái mà thực sự nó to một chút thì mọi người sẽ nhìn thì nó sẽ ok hơn, sẽ dễ nhìn hơn. Ví dụ như cái gốc vừa rồi chẳng hạn thế, thực sự là nó hiệu quả. Đây hoặc là một cái cây này. Đấy, nó khô cái lá mà bị thối nhũn đi. Xong rồi nếu như mà cái ngọn đấy mà nó khô được ấy thì nó sẽ không bị bệnh nữa. Thì nó sẽ đẩy ngọn lên, còn nếu không thì là nó sẽ chết cái ngọn đi. Nhưng nó sẽ dừng lại bệnh ở đó. Chứ nó không lây lan nữa. Đấy là cách dùng thuốc của em. Và khá là ok. Cách dùng thuốc thì đơn giản, nó chỉ là dùng đúng loại thuốc và mình phun theo tỷ lệ chuẩn của nó thôi. Phun tỷ lệ sát một chút, từ 3 đến 5 ngày. Còn không thì cứ cắt như thế này đi thì đỡ phun, đỡ mệt và rất là an toàn. Đây, những cái vết này là do hiện tượng mưa vừa rồi này. Nhưng mà em phun thì nó gần như đã xe hết rất là nhiều. Đây như cái này này, ngày trước là nó bị thối này. Phun bây giờ nó đã đẩy được ngọn lên. Ở trong cái vườn này thì cái tỷ lệ là nó sẽ rơi vào tầm độ 10 đến 20%.
tỷ lệ cây bị bệnh, bị thối. Nhưng khi chúng ta sử dụng thuốc thì nó sẽ ok và sẽ đa phần là dừng. Mà ở đây là không có mái nhá. Anh chị chú ý là đây là không có mái. Ở đây là không có mái mưa, không có mái che mưa. Đây như cây này thế thôi, cây này rất là dày nhưng nó gần như ngọn nào cũng bị thối. Gần như ngọn nào cũng bị. Nhưng mà bây giờ gần như vết bệnh đã khô hết rồi. Khô hết. Và nó sẽ đẩy ngọn phát triển tiếp tùy vào từng cây. Cây này cũng thế này, ngọn nào cũng vậy. Thì đấy là cái hiệu quả của cách sử dụng thuốc. Hoặc là em cũng có, một là cắt này, hai là phun thuốc, ba là em sẽ bôi trực tiếp. Bôi trực tiếp như cây này. Cây này là cây em bôi trực tiếp này. Thì cái vết bệnh của nó là lá vàng, đoạn nào là nó bị cháy luôn. Bởi vì thuốc mà mình pha hòa sệt sệt mà mình bôi trực tiếp vào cái vết bệnh ấy, thì đa phần là nó sẽ cháy cái vết đó đi để khỏi bệnh. Chứ không phải là nó hiệu quả bệnh, hiệu quả của cái thuốc đó. Mà nó sẽ làm thuốc nó liều lượng quá mạnh, làm nó cháy cái lá đi, cháy cái vết thối đi, thì bệnh nó không lây lan nữa. Thì để mà có thể nói là những cái vết bệnh này ấy, mình sử dụng thuốc thì em thì sử dụng rất là nhiều loại. Và em thì đã gần như là đọc hết tất cả những cái loại thuốc mà nhà em bán, có thể là vài chục loại. Vài chục loại về cái vấn đề đó chính là sử dụng thuốc như nào. Có cái là khi mà mình đã đọc và hiểu về nó rồi ấy, hiểu về thuốc rồi ấy, thì mình dùng nó rất là dễ. Đây em khoảng gần này thôi, nó khoảng tầm độ hơn trăm trọng. Nhưng cái vấn đề đó chính là nó, mình dùng thuốc ấy, cho một loại nào ấy, thì mình dùng cho hoàng thảo chẳng hạn. Ví dụ hoàng thảo có nghĩa là những cái dòng như phi điệp, trầm lai, rồi thì các loại thân thảo mà nó sẽ bị rụng lá này. Đại loại là cái dòng này, dòng thân đốt này mà nó rụng lá. Có nghĩa là đến cuối năm nó sẽ rụng lá nhé. Có cái thần dòng thân thảo như này. Cái dòng này thì là nó sẽ rụng lá. Rụng lá có nghĩa là đến mùa đông nó tù đầu, nó dừng ngọn và nó rụng lá. Thì dành cho cái loại này sẽ là một loại. Và cái tỷ lệ pha sẽ là một cái kiểu dành cho bọn này thôi. Chứ cái bọn, ví dụ như cái bọn giáng hương hay là cái bọn đai châu ấy, thì cái tỷ lệ pha loại khác. Nó lại không giống với cái cây này. Cái tỷ lệ pha của những cái cây hoàng thảo này thì thường là nó sẽ là phải đặc hơn một chút. Bởi vì những cái dòng hoàng thảo này thì nó, cái khả năng lây bệnh của nó cực nhanh. Và nó chỉ lây từ các dòng hoàng thảo sang hoàng thảo, có nghĩa là từ phi điệp hoặc là sang trầm, sang long tu vôi hay một cái gì đó. Đại loại là cái dòng hoàng thảo, dòng thân thảo này. Thì nó không thể lây sang kiếm hay là lây sang cái cây tam bảo sắc hay là đai châu được. Bởi vì cái dòng này khi mà nó bị bệnh ấy, nó lây theo dòng loại. Bởi vì cái dòng này là thân lá nó và những cái nó có nhiều cái đặc điểm giống nhau thì nó sẽ lây sang nhau. Còn như cái dòng đơn thân kia ấy, dòng đơn thân ấy, thì nó sẽ lây một kiểu khác. Đơn thân lây đơn thân. Anh chị cảm giác gần như là cái cây ví dụ như cây tam bảo sắc, cây quế ấy, mà anh chị có bôi những cái vết thối này. Những cái vết thối này mà cứ bôi trực tiếp sang những cái cây đó thì nó không lây lan. Nhưng cái vết thối này nhá, chỉ cần trời mưa nó giỏ vào một cái cây ở dưới thôi. Giỏ vào cái cây ở dưới thôi thì nó đã bị thối tất cả luôn. Bị thối tất cả bởi vì nó cùng loại. Cùng loại thì nó lây bệnh rất là dễ và rất là nhanh. Thế khi mà mình phun thuốc ấy, mình nhớ là phun cho loại hoàng thảo, phi điệp thì nó một loại. Còn mình phun cho những cái dòng đai châu trước các thứ thì một loại. Và em mong muốn rằng là chúng ta hạn chế tối đa nhất cái việc phun thuốc. Và cái việc đa phần đó chính là chúng ta những cái bệnh như này này mà không muốn phun thuốc ấy, cứ cắt nó đi. Chú ý là ngày nào mà mình tưới cây ấy, mình thấy nó hơi bị bệnh một chút này thôi là mình cắt nó đi luôn là xong. Như cây này là nó bị bệnh cho em vừa rồi, qua đợt mưa vừa rồi thì nó nhiều cây của em nó bị bệnh nhưng mà em cũng không phun. À em cũng kệ để cho nó lây lan, cho nó có một tí bệnh đã. Sau em mới phun. Phun thì đây là nó cũng có những cái hiệu quả của nó. Hiệu quả của cái việc đó chính là phun thuốc. Còn nếu không thì mình cứ cắt trực tiếp như này. Cứ cắt luôn, không cần biết nó là cây gì và ở bị đoạn nào, cứ cắt phát là xong luôn. Anh chị đỡ phải phun thuốc, đỡ phải tìm hiểu và vất vả. Thì cứ cắt là phương pháp nhanh nhất. Dùng sử dụng dao lam và nhớ là vệ sinh con dao. Vệ sinh con dao lam và vệ sinh hoặc con dao mổ. Những cái mà mình cắt thì mình nhớ là vệ sinh nó đi. Vệ sinh cái dụng cụ trước khi cắt và sau khi cắt, để cho cái cây này nó được sạch và nó không bị nhiễm vi khuẩn. Thì mình có thể vệ sinh bằng nhiều loại, có thể là lửa,
hoặc là cồn, hoặc là những cái dòng sát khuẩn phi san, ngâm ngâm chúng đi hoặc là rửa qua để mình cắt. Thì loại nào cũng vậy thôi, thì mình nên sát khuẩn những cái vết con cái dao của mình để mình cắt như này. Thì là cắt cái là mình bôi thuốc cái là gần như là sẽ dừng luôn, tỷ lệ dừng thành công nó là 100% luôn, khẳng định. Bởi vì nếu như anh chị mà cắt mà có nghĩa là thối mà còn ở dưới này nhá, mà anh chị cắt ở trên này thì chắc chắn nó sẽ lây. Nhưng mà anh chị chỉ cần cắt hết những vết thối đi, nếu bị thối đây này, cứ cắt sâu xuống khoảng tầm 1-2cm, 2-3cm luôn được, cứ tự tin là cắt là sẽ dừng. Bởi vì nếu mà như kinh nghiệm của em cắt ấy, là cứ ví dụ đốt, ví dụ nó bị bệnh đây này, thì em cắt hai đốt, cách hai đốt. Nếu dòng thân thảo, hoàng thảo, phi điệp, hoặc là những cái dòng hoàng thảo trầm, long pu, hạc vĩ, vôi, hay là một số những cái dòng lai, cứ cắt nó cách khoảng 2 đốt là đẹp. Thì đây em cũng cắt ở một đoạn trên một chút, nó bị thối ngọn mà, nó bị đùm lá ngọn, nên là em cắt phát dừng luôn. Và đến bây giờ thì gần như là nó ok, vết bệnh là không thấy bị bệnh nữa. Và cái vết này là từ em cắt khoảng khoảng được tầm khá lâu đấy, chắc phải tầm tuần 10 ngày gì đấy, em không nhớ rõ. Nhưng cái tỷ lệ cắt mà để cho bệnh nó dừng ấy là gần như là thành công. Và chúng ta nên chú trọng về cái việc là không nên cố giữ nó làm gì cả, cứ cắt thôi. Cắt được thì là mình an toàn cho cây, cây không bị bệnh nữa, thì nó có thể là sẽ đẻ mầm gốc. Nhưng cây này thì em mới cắt được thời gian ngắn nên nó chưa nảy mầm, chưa nảy mầm. Nhưng mà những cái cây mà thời gian dài ấy, cắt lâu tầm 1 tháng nó sẽ nảy mầm, gần như mùa nào cũng thế, kể cả là mùa đông ở ngoài Bắc. Nhưng cái tỷ lệ nảy mầm nó lớn được bao nhiêu ấy, thì đấy là do mình chăm sóc thôi. Thì mọi người chú ý là em cũng có nói rất là kỹ cái cách dùng thuốc các loại ở trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em ấy, là mọi người cứ tìm hiểu thật kỹ cái thuốc đó và đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng, chứ đừng tin ai, đừng tin nhà nào người ta quảng cáo hết. Bởi vì bản thân người ta ấy, người ta cũng dùng như em dùng thôi. Nhưng mà em thì em dùng cái kiểu của em, đó chính là em dùng là em không gần như là em không cho nó ăn lung tung. Ví dụ như hôm nay em phun phi điệp là em phun tất cả phi điệp, còn phun phòng bệnh cho đai trâu hoặc giáng hương thì em phun cho giáng hương. Loại nào và loại đó chúng ta phải rõ ràng chia nó nhỏ ra, thì cây nó tự nhiên là một cái thuốc nó sẽ hợp lý với những cái mà mình phun thuốc cho cây, thì nó sẽ đáp ứng được. Thì có nhiều bài trên cái viết ở trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, thì mọi người có thể xem và tham khảo trên internet, trên tất cả các kênh mà người ta giới thiệu về những cái sản phẩm hoặc là thuốc. Nhưng cố gắng là đọc để mình hiểu hơn, để mình chăm sóc tốt hơn. Còn em cũng không muốn là mọi người phun quá nhiều loại thuốc. Thứ nhất là tốn tiền mua thuốc, thứ hai là sẽ rất là khó hiểu. Bởi vì tại sao nhiều loại thuốc thế mà mình phun nó vẫn gọi là hiệu quả. Bởi vì tại sao mình sẽ mất nhiều thời gian mà nhiều khi nó bị nhớ nhầm từ cái nọ sang cái kia ấy, thì không ấy được. Đây thì có một cái cây đây, em vừa nhắc nó, một cái cây em cũng muốn giới thiệu mọi người. Nó bị thối, đây là nó bị thối gốc này, gốc này nó đứt này, gần như đứt nhá. Nhưng nó bị thối thì em phun để cho nó, em phun lúc đầu em bôi trực tiếp vào cái gốc của nó để cho nó đỡ lây lan ấy. Xong sau em bôi sau khoảng 2 ngày thì em phun thì nó vẫn bị lây lan một chút, nhưng nó sẽ bị chết đây. Nhưng không sao cả, vì nó vẫn ok và nó vẫn lớn đây. Cái cây của nó đây, nó bây giờ vẫn đang sống, và cây này tù đầu rồi chứ không phải là bị gì cả. Cây tù đầu rồi, nhưng cái gốc của nó thì nó bị bệnh. Nhưng em dùng thì nó đã khiến cho cái bệnh nó dừng lại, và bên này nó dừng thì nó đẻ mầm bên kia. Đấy, đẻ mầm một mầm mới. Thì cái này thì nó chưa nảy mầm, bởi vì em mới dùng cách đây nó thời gian nó không lâu. Nhưng cái mầm ở giữa này là nó bị đầu tiên này, cái thân ở giữa là bị đầu tiên, xong nó mới lây lan ra cái thân bên này. Đấy, nó bị thân ở giữa này, thân ở giữa này bị thối, thế là em bôi trực tiếp vào cái gốc này để cho nó dừng bệnh ấy. Thế xong cái cây bên này, thân già bên này nó đẻ một mầm, và cái cây này thì nó lây lan sang, thì em lại phun trong đợt vừa rồi, đợt sau. Đấy, thế là nó dừng bệnh. Thì cái đoạn này nó không sống được nữa, thì nó lên 2 key đây, 2 key nhỏ. Đấy, thì là nó
sử dụng thuốc thì mọi người chú ý là cứ đọc kỹ hướng dẫn, và khi mà uống thuốc ấy thì hạn chế nhất là cái thời tiết, đó chính là trời mưa. Vẫn biết là chiều nay mưa nhưng vẫn phải phun. Nhưng mà nếu mà cái cây nào bị bệnh nặng ấy, thì tốt nhất là mọi người nên cho nó vào một cái chỗ nào đó mà nó không dính nước, bởi vì ngắt được nước là tốt nhất. Phun thuốc trị bệnh thối nhũn mà ngắt được nước thì nó sẽ là tốt nhất, và nó sẽ giúp cái cây đấy là nó sẽ đỡ lây lan bệnh, và nó sẽ hiệu quả của thuốc nó sẽ tăng lên. Thì mọi người cũng nên tham khảo một số nơi khác về các loại thuốc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Em sẽ cố gắng để cho một cái tạo ra một cái cuộc chơi mà chúng ta trồng ấy, không phải phun thuốc một cách tốt nhất có thể, nên dùng ít thôi, bởi vì thuốc nó rất là độc hại, ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta. Cảm ơn tất cả anh chị, xin chào tất cả mọi người, và hẹn gặp lại vào những video giới thiệu của, hoặc là tư vấn về các loại khác, để mọi người có thể liên hệ với em. Bên em sẽ tư vấn anh chị, nhắn tin qua hình thức tin nhắn. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người.